Việt Nam vs Indonesia, cần tài trí của huấn luyện viên Trussi. Cuộc so tài với Indonesia được nhận định sẽ mang tính bước ngoặt cho giấc mơ World Cup 2026 với bóng đá Việt Nam. Trước sức ép tại Gelora Bung Karno, người hâm mộ nước nhà kỳ vọng phù thủy trắng Philip Trussi sẽ chứng tỏ bản lĩnh cầm quân cần thiết để giúp những chiến binh sao vàng vượt khó ngoạn mục. Một thất bại ở SEA Games, những trận giao hữu và ASEAN Cup 2023 trước đây hứa hẹn chỉ là chuyện nhỏ, không đáng được nhắc đến nếu thầy trò huấn luyện viên Trussi hạ đẹp Indonesia ở chiến dịch vòng loại thứ hai World Cup 2026 trong tháng này. Dẫn chứng nhỏ để thấy, cuộc so tài với Indonesia sắp tới quan trọng thế nào đối với bóng đá Việt Nam. Khi huấn luyện viên Trussi ký hợp đồng làm việc với VFF, việc đội tuyển Việt Nam tiến tới vòng loại thứ 3 World Cup 2026 cũng là một tiêu chí phải đề cập. Niềm tin của VFF đặt cho huấn luyện viên Trussi mang tính dài hạn, nhưng cũng có giới hạn. Và có thể kết quả trận đấu với đối thủ cùng khu vực thường thất bại trước đội tuyển Việt Nam thời huấn luyện viên Park Hang-seo là minh chứng điển hình cho nhận định đó. Từ các kết quả không nhiều tích cực ở quá khứ, huấn luyện viên Trussi có thể tự mình xua đi những ám ảnh hay áp lực hướng về ông. Chỉ cần loại được Indonesia ở bảng F vòng loại thứ 2 World Cup 2026 và cùng đội tuyển Việt Nam tái lập thành tích dưới thời người tiền nhiệm Park Hang-seo, người hâm mộ Việt Nam dường như đang nín thở chờ đợi toan tính của ông thầy người Pháp, người giữ vận mệnh nền bóng đá cho một giấc mơ lịch sử. Huấn luyện viên Trussi đối đầu với huấn luyện viên Shin Tae-yong có thể là màn đấu trí quan trọng bậc nhất trong sự nghiệp của ông thầy có biệt danh Phù Thủy Trắng. Đã rất nhiều năm, huấn luyện viên Trussi có thể mới đứng trước một cuộc so tài đòi hỏi ông tốn nhiều trí lực như hiện tại. Bởi, trước khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam từ năm ngoái, nhà cầm quân người Pháp chỉ làm cho các câu lạc bộ và mảng đào tạo trẻ. Đội tuyển quốc gia gần nhất từng thuê huấn luyện viên Trussi là Morocco vào năm 2005. Năng lực cầm quân của huấn luyện viên Trussi được kỳ vọng sẽ phát huy triệt để ở hai trận đấu với Indonesia. Phù Thủy Trắng do đó đứng trước những hoài nghi về năng lực huấn luyện có thể lỗi thời. Tuy nhiên, như đã đề cập, ông Trussi sẽ gạt bỏ định kiến của mọi người nếu thành công cùng đội tuyển Việt Nam. 2. Ở Gelora Bung Karno, thầy trò huấn luyện viên Trussi vẫn sở hữu trong tay quyền tự quyết nhiều hơn Indonesia. Phát biểu trước trận đấu, huấn luyện viên Shin Tae-yong cũng đang phân vân về việc sân nhà có sức chứa gần 9 vạn người Gelora Bung Karno chưa biết có là lợi thế cho Indonesia. Ông Shin Tae-yong còn cho rằng, chơi ở sân Mỹ Đình còn dễ hơn cho Indonesia ở hiện tại. Hơn ai hết, huấn luyện viên Shin Tae-yong hiểu rõ Indonesia phải thắng Việt Nam thì cơ hội đi tiếp tới vòng loại thứ 3 World Cup 2026 mới mở ra cho họ. Điều này dẫn tới khả năng nếu không ghi được bàn thắng trước, Indonesia dễ bị cổ động viên thất vọng, la ó và nôn nóng, mắc sai lầm. Với Indonesia, một điểm vào tối ngày 21 tháng 3 tới có thể không khác một thất bại. Giữa một dàn cầu thủ nhập tịch mới, chọn cầu thủ ra sân để tất cả có thể hòa nhịp cũng là vấn đề không đơn giản cho ông Shin Tae-yong. Trên bảng xếp hạng bảng F lúc này, Indonesia, một điểm, hiệu số 4, yếu thế nhất với vị trí cuối bảng, thậm chí xếp dưới cả Philippines, một điểm. Hiệu số 2. Đội tuyển Việt Nam đang xếp thứ 2, 3 điểm, hiệu số V1 chỉ kém đội đầu bảng Iraq và truyền thống ở sân chơi này vẫn nghiêng về thầy trò huấn luyện viên Trussi. Ông thầy người Pháp sau những lần chạm trán người Indonesia từ cấp độ đội trẻ đến tuyển quốc gia có thể đã quá rõ đối thủ mình phải đương đầu. Điểm số, vị trí xếp hạng đang ủng hộ đội tuyển Việt Nam. Vấn đề lúc này với nhà cầm quân 69 tuổi là lựa chọn con người nào phù hợp. Vững ý chí tinh thần và bản lĩnh trận mạc. Đây cũng là yếu tố nhiều khả năng đóng vai trò then chốt trong thành bại của đội tuyển Việt Nam trận tới. Bên cạnh đó, ông Trussi có thể sẽ dò xét từng động tĩnh của đối thủ để phán đoán, bắt bài lối chơi. So với huấn luyện viên Shin Tae-yong gánh trên vai áp lực phải thắng, sức ép với huấn luyện viên Trussi nhẹ nhàng hơn. Với Indonesia, một trận hòa ở Gelora Bung Karno là thất bại và ngược lại, nó có thể là chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam trước khi tái đấu tại Mỹ Đình. Vẫn là đối thủ quen cùng khu vực, và người hâm mộ Việt Nam lúc này rất kỳ vọng đẳng cấp của Phù Thủy Trắng sẽ phát huy đúng lúc, nối dài giấc mơ World Cup cho hàng triệu người.